Xin chào các mọi người nhé, chào mừng trở lại với The Barricade Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình làm nếu nhé. Mình sẽ là người đồng hành với các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Barricade cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào các mọi người, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Yeah. Ok, hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày trung thu các bạn ạ. Chúc các bạn trung thu vui vẻ. Mình có một lời chúc đến các bạn nhỏ, các bạn đã lớn rồi vẫn thích trung thu, và những cái bạn nào mà cũng không thích trung thu lắm thì thôi cũng chúc hết nha. Ok, chúc các bạn trung thu vui vẻ. Hôm nay là một ngày thứ bảy rất là đẹp trời, xong rồi trung thu không khí với các bạn nhỏ thường thì chúng mình sẽ rất là vui vẻ đúng không, ai cũng cảm thấy hào hứng khi có thể đi rước đèn này. Nhưng mà những cái bạn dần dần lớn lên rồi thì lười cũng ở nhà thì cũng thôi cũng chúc. Ok, trải qua một tuần từ tuần trước đến bây giờ thì cái sự kiện collab Mola Mola của chúng mình cũng đã đến hồi kết, tức là chúng mình sẽ chỉ còn khoảng độ tầm 1 đến 2 ngày nữa thôi đó. Thì nói chung là hết tuần này thì các bạn sẽ không còn thấy cái collab đấy nữa, nó có thể trở lại vào lúc nào đấy đấy, kiểu vậy đó. Thì như thường lệ, cứ mỗi một cái event nào mà nó kéo dài như thế thì 2 đến 3 ngày cuối cùng nó sẽ có 100% chance. Cái này mình đã nói rất nhiều video rồi. Đây chính là 100% tỷ lệ quay ra Uber, được chưa? Và đồng thời cũng cùng cái khoảng thời gian này chúng mình lại có Galaxy Girls. Ok, ở trong này thì tính ra mình cũng có gần hết rồi đấy, trừ những con mình thích thôi. Ok, trong này bây giờ chúng mình đã có ở đây, đây chúng mình sẽ cùng nhau xem thử nhá. Đối với hai banner này thì ở cái video lần trước mình nói qua một tẹo về cái con Mola King này rồi. Con Mola King này là một con Uber đánh xa thì cũng xa, nhưng mà cái máu của nó thì cực giấy, nói chung là cũng không phù hợp để làm Uber lắm. Đại loại thì so với cái giá mà các bạn để kiếm được con này, nếu mà các bạn quay một vé mà trúng thì không nói, nhưng mà nếu mà so với cái giá là các bạn kiếm được con này ấy, với cái công suất, cái hiệu ứng của nó thì nó không đáng lắm. Thành ra là nhiều người rất là chê con này. Nói chung là các bạn có rất là nhiều lựa chọn ngon rẻ hơn ở chỗ khác, không nên quay con này đấy. Còn nếu mà các bạn đã chơi lâu rồi và muốn sưu tầm thì đây vẫn là một Uber để các bạn có thể kiếm đúng không? Dù sao thì các bạn quay 1.500 cắt phút vào đây là chắc chắn các bạn sẽ có một con Uber này rồi đúng không? Hoặc là hai. Đó. Thì trong này nếu mà các bạn không quan tâm đến con Uber này thì con Super Rare Baby Mola này có vẻ là một con có vẻ ổn hơn. Đấy, theo như mình thấy thì thế. Con Mola Baby Mola này thì mình thấy nó có vẻ ổn hơn con Uber như vậy. Đây mình cảm thấy thế thôi chứ. Ngày xưa mình có nha, mình còn chưa true form nó. Bây giờ cả hai con này đều có true form rồi vậy. Đó, đặt lại dậy. Nó vẫn chả khá hợp hơn mấy. Dù sao cũng chỉ là một con Uber collab đó các bạn. Cái hôm nay mình muốn quay là cái này cơ, tức là sao nhỉ, tức là các bạn có để ý là hai video trước, cái lúc mà mình đang chật vật đánh nhau với cả con gì mình quên xíu rồi, thì cũng như thường lệ thôi, mình có một câu chuyện muốn kể các bạn. Là cái hôm đấy mình quay video xong mình đi recommend đó, mình đi recommend thì có một bạn hoặc là hai bạn hay là gì đấy, nói chung là các bạn ấy bảo mình là vì nhìn thấy ông mèo quay nhiều mà chả ra cái gì. Tức là cái video mà mình quay bộ Summer Gao ấy, cái hôm mà mình kiếm được mấy con mèo Uber, cái hôm mà mình quay mấy con Uber ở bộ Summer Gao ấy các bạn. Đây để mình cho các bạn xem nhá. Nói không phải trả hiệu đâu. Đây, nói chung là cái hôm mà mình quay mấy em gái sexy này, được chưa? Con này thì không sexy đâu, con này loli các bạn, đi tù ấy. Ok, đấy cái hôm mà mình quay mấy con này này, thì cái hôm đấy mình quay rất là nhiều nhưng mà không, kết quả nó không thơm tho lắm các bạn ạ. Nói chung là kết quả nó hơi như xịt, được chưa? Thì cái hôm đấy mình về, mình có quay thêm một nháy, hai nháy gì đấy thì mình ra con này. Thì thực ra cái đoạn mà mình quay ra con này các bạn lại không xem được, được chưa? Nói chung là mình tức quá mình tự mình quay. Quay video xong cực quá, khó chịu quá, thế là tự quay. Đó, thế là cuối cùng ở cái phần comment tự nhiên có một bạn bảo mình là bạn ấy track seat cho mình. Track seat, để mình giải thích cho các bạn chưa biết nhá, track seat nó là một cái mà các bạn có thể tiên đoán được trước những cái con mà các bạn sẽ quay ra trong tương lai nếu mà các bạn thực hiện theo đúng những cái mà cái quy luật của nó ấy. Đấy, đại loại vậy. Thì để mà các bạn có thể track seat được thì các bạn sẽ cần cung cấp một vài lượt quay của các bạn, nói chung là hình như chụp lượt quay vậy. Mình chưa track seat bao giờ mình không biết, nhưng mà mình vô tình đọc được một comment của bạn ý, bạn ấy bảo mình là nếu mà mình quay 1.500 cắt phút nữa vào cái banner Galaxy Girl hôm nay cộng thêm khoảng độ tầm 8 bé vàng nữa thì mình có Legend Rare. Đấy,
mình đã không muốn đọc cái này đâu, nhưng mà bây giờ mình đọc rồi, thế là một tuần qua trong đầu mình nó cứ nguyên mấy cái chữ đấy các bạn ạ. À, trời ơi, lần sau đừng có ai check sheet cho mình nữa nha, trời ơi, không chơi thế đâu nhá, thế này thì còn gì bất ngờ nữa. Nhưng mà nói chung là sau khi các bạn ấy nói thế thì trong đầu mình không thể nào gạt cái ý nghĩ ra được, cho nên là mình đã cố gắng cày bằng được 1.500 cắt phút. Mình cày như nào đây, mình đánh 4 sao cái này, được chưa, mình đánh 4 sao cái này xong rồi là được 4 cái đúng không. Mình chơi Storm Legend này, mình đánh Summer Lesson này, Old Guys About Town này, xong rồi mình chơi cả mấy cái ải Merciless ở dưới này cơ, đâu nhỉ, đúng không nhỉ, hay Deadly đây. Mình chơi Queen Coronation này, Dead on Debut này, King War War Revenge này, đó. Xong rồi Sionel Ascension này. Đấy. Xong rồi mình chơi, các bạn biết mình chơi cái gì nữa không? Mình cày zombie này. Đây là mình nói các cái mà mình kiếm được các phút cho các bạn nghe thôi nha. Đấy, đại loại là xong mình sẽ quay. Mình không thể nào gạt bỏ cái suy nghĩ ra khỏi đầu được là mình sẽ có Legend nha. Nói chung ạ, đấy, mình chia sẻ thế thôi chứ. Có khi là mình đang bị lừa các bạn ạ. Đấy, nói chung là mình đánh zombie này, xong rồi mình sang lại mấy cái Into the Future này để mình có thể cày được các phút. Tức là cái Into the Future này các bạn chơi lâu thì các bạn sẽ để ý là nếu mà các bạn đánh trong một thời gian nhất định thì các bạn sẽ được 10 các phút, được chưa? Đó thì đây sẽ là một nguồn các phút rất là vô tận. À, đây nếu các bạn chưa cày thôi. Mình thì ngày xưa là mình để dành ấy, tại vì mình biết là kiểu gì cũng sẽ có lúc mình cần các phút ra, mình chưa clear nhiều lắm. Đấy, đây vẫn có một vài màn mình chưa đánh hết này. Nhưng như kiểu màn này bây giờ mình đánh thì kiểu gì 10 các phút thôi, được chưa? Đó, đại loại vậy. Ôi, giải thích nãy giờ mệt quá. Thôi, hôm nay chúng mình sẽ quay thử cái này xem là mình có thực sự được Legend không, về cái lời của mấy bạn kia nói có đúng không. Mình thì cũng bị lừa nhiều rồi. Nhưng mà thực ra thì ở cái phần comment thì các bạn, mình thấy rất là nhiều bạn comment giúp đỡ mình. Ví dụ nha, có một vài bạn hướng dẫn mình đánh tank Maniac chẳng hạn. Mình có đọc nha, cảm ơn các bạn. Mình có chụp màn hình lại rồi nha, nhưng mà mình đánh hình như nó vẫn chưa thắng như vậy. Chắc do mình gái các bạn. Hôm nọ mình định quay tank Maniac, quay cái video đánh tank Maniac cho các bạn xem, nhưng mà mình đánh nó vẫn chả thắng các bạn. Chịu. Ok nha, chúng mình sẽ quay thử. Mà quay thử cái gì đó, quay thật cái gì đó. Lần này mình rất là hy vọng mình sẽ có một con mới, được chưa? Sau này mình đã có Kai, Ku, Coppermine, Lilin, Thundia, con mới bên trái này là gì nhỉ? Terun này với cả Mercyca. Trong này mình đang thiếu Div, trong này mình đang thiếu Windy này, thiếu Windy, thiếu Kalisa và thiếu Twin Star, còn ba con đấy, tất cả con Legendary đó. Ok, nói là thế chứ mình chả biết là mình sẽ quay trúng không nha. Nếu mà may ra là trúng thì ok, còn không thì mình sẽ có NP các bạn. Thực ra NP bây giờ mình cũng đang cần, mình cần nhiều NP lắm các bạn. Ok, thật gần Slinger. Mình sẽ không hy vọng nhiều gì việc có hai Uber đâu, cái game này nó rác lắm các bạn. Mình sẽ chỉ cầu mong có một Uber thôi, thì thế. Wow, Kotatsu các. Ô, con này mãi mình mới thấy đấy. Con này mình đang cộng mấy nhỉ? Ek, cộng 1 ạ. LB user rank mình gần 7.000 rồi đúng không nhỉ? Hay là bao nhiêu nhỉ? 5.000 à? Mà con này của mình mới có cộng 1 các bạn ơi. Trời ơi, tôi không tin được. Ok, con này thật ra hơi nhiều nhỉ. Con này kiểu gì mình cũng sẽ NP thôi các bạn. Ok, thế nãy giờ nó quay được bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc là 6, 7, 8 phát rồi nhỉ? Phát 9 này. Ôi giời, đấy mình biết mà. Không hy vọng nhiều các bạn ạ. Ui, được 11 ticket này. Ok, bây giờ mình đã làm đúng theo lời bạn kia rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần quay thêm 8 lần nữa đúng không? Không thể nào mà mình biết trước được tương lai của mình là gì, tại vì mình đang quay. Đây mình sẽ cho các bạn xem bây giờ là mấy giờ nhé. Mình đang nhìn trên máy tính của mình này. 4 giờ 31, đây mình sẽ kéo màn hình cho các bạn xem. Đây chưa? 4 giờ 31 đấy. Chuẩn nhá. Mình không phải là kiểu quay trước xong rồi bắt đầu comment đâu nha. Ok, chúng mình sẽ quay thử 8 phát nữa xem có ra không? 8 hoặc là 7 phát nữa. Để xem có ra như lời bạn ấy nói không. Ôi vãi, what the fuck? What? 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 Ô, trời ơi. Ô vãi, hóa ra là thật à? Ôi trời ơi. Ôi, tôi xong rồi, tôi xong rồi, ôi rồi. Em ơi, mình biết là mình rất là vui nhưng mà chơi cái này nó không hay nha. Bây giờ mà mình mà tự nhiên mình quay kiểu gì thì nó cũng ra thôi nhưng mà. Ôi, trời ạ. Thực ra là mình đã suy nghĩ cảnh này nó rất là nhiều rồi, là mình thèm khát có Legendary lắm. Ngày xưa là có một bạn cũng check sheet cho mình ở cái nick cũ ấy các bạn. Ngày xưa mình cũng quay rất là nhiều, có một đợt mình quay tám mấy hay là năm mấy vé gì ấy, ở cái tài khoản cũ của mình. Cái
slot mà mình quay ra cái con rồng như vậy. Các bạn ấy bảo là đấy là Legend Ray, nhưng mà chả qua mình quay vào cái Uberfest xem nó ra cái đấy thôi. Ôi dồi ôi, mình quay xong rồi mình cứ nghĩ là kiểu ui, sao mà nói sớm đi. Đấy kiểu ý. Ôi trời, mà cái này chả biết thế nào đâu các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, thế là mình đã có Legend Ray thứ hai à, what? Oh my god, trời ơi, mình không bị tin được các bạn ơi. Mà đây là con mình thích chứ. Có thể nhiều bạn sẽ bảo là con Legend này phế, nhưng mà con này không phế tí nào. Con này không phế tí nào nha. Con này đánh Insane Dam với cả Red Floating ấy. Ôi giời ơi, thế này thì ai mà chịu được các bạn ơi. Thế bây giờ mình quay thêm mấy phát nữa nó có ra không nhỉ? Bây giờ mình đang có 11 vé này. Hay là quay bên này để kiếm con Mola nhỉ? Thôi, chúng mình sẽ quay bên này để kiếm Mola các bạn. Không ra thì thôi, chứ gì đâu. Ra thì tốt. Oh what? Ủa, 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 thật luôn. Ôi, thôi không quay nữa nhé các bạn. Con này hình như là một con dùng được kìa vậy, nhưng mà mình không biết đâu. Con này nó sẽ phun cái chữ gì ra như kiểu nó chửi các bạn đấy, xong rồi nó sẽ gây sát thương cho kẻ địch đấy. Tức là cái sức mạnh của con này là sức mạnh chửi. Con Mola lại thế, nó sẽ bảo là ê, thằng kia mày bị ngu à, cái thứ thế là bọn kẻ địch nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ chết các bạn ạ, hiểu chưa? Không biết có quay cho con Mola kinh không. Xong mình sẽ test cho các bạn con Legend Rare nha. Con Legend Rare là một con anti floating và anti red đấy. Nó đánh insane đam. Hiện tại thì mình cũng thưa là mình đã nói rồi, mình không gạt bỏ được cái suy nghĩ ra khỏi đầu. À, mình không gạt bỏ được cái suy nghĩ ra khỏi đầu, trời ơi. Biết thế nào được. Cho nên mình cũng chuẩn bị sẵn XP rồi. Lần sau đừng có mà spoil mình biết là mình sẽ quay ra cái gì nữa nha, mình buồn lắm. Ơ, được con được hai này. Con này có nên nuôi không các bạn hay là NP? À, chắc là cái này mình sẽ chờ comment của các bạn nha. Cái này mình sẽ chờ các bạn comment thì mình mới thực hiện thôi, cuối cùng. Con này có đáng để NP không vậy? Hay là hãy cho mình một con Mola King được không? Ê nhưng mà bây giờ mình quay ra con Mola King thì thực ra quay ở bên kia nó ra Twin Star à? Thực ra mình không hiểu cái cơ chế Trash Seed là lắm, nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai sẽ có một video mình cố gắng hướng dẫn các bạn thử Trash Seed, tại mình chưa làm bao giờ. What? Vãi, trời ơi. Ô, oh, hôm nay đỏ dã man. Em ơi, trung thu hôm nay đỏ vậy. Ui, Mola King à, thôi bây giờ mình không đủ XP để mình nâng hết bọn này rồi. Con này có true form đúng không? Biết rồi, ok. Ok, mình hết lý do để quay rồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ui, trời ạ, Uber này. Dùng luôn. Đây là Uber mạnh nhất thế giới, đùa ấy. Con này không phải Uber mạnh nha. Từ, đừng có ảo tưởng nha. Con này là một con rất là phế. Phế bình thường. Ơ, mình vừa cộng 1 à? À, sorry, mình bị ngáo rồi. Sorry. Helmet jeans. Head mistress jeans. Con này có hai form luôn. Form nào dùng cũng được nha. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cho các bạn xem Legend. Mình sẽ review cho các bạn con này ngay lập tức luôn. Con này khỏi phải chê, con này là một con rất là xịn. Mình cảm thấy thế. Từ cái cách mà nó đánh, cái tầm đánh của nó đến cái sát thương của nó gây ra, nó đã xịn rồi. Cho nên là nhiều người cứ chê con này là mình cũng thấy hơi không hài lòng lắm. Tức là các bạn chê con này yếu á, mình chỉ thấy con này nó khỏe. Mình chả thấy có chỗ nào chê con này cả. Helmet jeans là còn xịn nữa chứ. Đâu, các bạn thích màu đỏ hay màu trắng? Thích thiên thần hay ác quỷ đây? Mà các bạn comment ở đây toàn ác quỷ thôi, rồi mình sẽ dùng form 2 nha. 600.000 XP này còn nâng được con gì không nhỉ? Để mình nâng được con Mola King này. Con này cộng 1 à? 7, 8, 9. Ồ, con này có... Khiếp! 3, để làm gì vậy? Nâng lên 3 để cho mắt nó to hơn à? Với cả mọc thêm cái râu, thật luôn. À, không tin ở cái game này. True form evolution shorten cooldown time after deployment. À, tức là con này sẽ spam được nhanh hơn à? Ok, đã hiểu. Nhưng mà không biết là nó có phải không. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau review cho các bạn xem con Legend mới của mình nha. Để review cho các bạn thì mình nghĩ là mình sẽ chơi thử hai màn. Đầu tiên mình sẽ chơi một màn nó dễ hơn trước. Đó là màn Red Alert của Stairway to the Darkness nha. Để xem thử Stairway to the Darkness này, màn này ngày xưa mình mới chơi. Có một sao, chắc là mình sẽ chơi lại luôn. Stairway to the Darkness. Đây, Red Alert đây. Màn này sẽ là màn full red nha. Mình sẽ cho các bạn xem con này nó sẽ hủy diệt màn này như nào, được chưa? Để bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xếp cho các bạn một cái đội hình. Bây giờ chúng mình sẽ cần
Mình sẽ không cho Carrier Cat vào nha, tại vì Carrier nó quá mạnh đi, bây giờ cho vào nó chết mất. À, bây giờ chúng ta sẽ cần Mischief nhỉ, mình sẽ cho mấy con Mischief vào đây đi. Anti-Red à? Để xem nào. Maniac Mohawk này. Mình sẽ cho thêm cả Maximum Fighter vào đây nhá. Con này sẽ tank các bạn ạ. Mà này chúng mình chỉ cần mấy con tank thôi, còn lại sát thương Legend lo hết, đại loại vậy. Ok. Đó, được chưa? Red Alert này, xong rồi còn gì lưu ý không? Không. Để xem một con Legend level 30 sẽ xử lý màn này như nào nha. Level 32, mình cho các bạn xem thử. Ở đây mình không dùng combo nào khác ngoài trừ combo Research, tức là để hồi nhanh hơn thôi. Ok, thử nha. Cho các bạn xem thử con này như nào. Mình muốn dùng con này lâu lắm rồi. Eo, từ cái lúc mà mình mới chơi game này, mình biết là có con Legend này, mình đã thấy nó xịn rồi các bạn ạ. Ok. Xem nào. Xem cô gái chúng mình sẽ xử lý màn này nó như nào đây. Ôi giời ơi, 4.800 này là một cái giá cũng quá là ok so với con này rồi. Thực ra con này cũng không phải là một Legend được đánh giá rất cao ở trong game, nhưng mà mình cảm thấy nó khá là ngon, làm quá tốt công việc của nó rồi. Thì việc mình có thể khen con này, ca ngợi con này nó chuyện bình thường thôi. Một Uber có thể làm tốt vị trí của nó thì sao lại phải chê. Ok, chúng mình sẽ spam shield để chờ cô gái vàng trong làng giết đỏ chúng mình ra nha. Con này nó là dũng sĩ diệt Mỹ các bạn. Đấy, con này có một điểm trừ duy nhất là mình cảm thấy cái tốc độ di chuyển nó khá là nhanh. Nhưng mà tốc độ di chuyển nhanh không phải là vấn đề nha. Đây, các bạn sẽ được nhìn thấy con này nó hoành tráng nào trong cái màn anti-red và anti-floating. Đánh nhanh lắm. Hoặc là có thể do màn này nó, các bạn thấy màn này nó dễ quá. Đây, con này đánh nhanh dã man ạ. Và mỗi một đòn đánh của con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 60.000 sát thương hay bao nhiêu nhỉ. Nói chung là mình sẽ để cái stat của con này lên trên màn hình cho bạn xem nha. James, theo Matt James Headmit Dream James gì đấy. Headmistress James. Cái tên nó còn có cả cái hình gì kia. James khỏe lắm rồi ạ. James khỏe lắm. Cứ chê thôi. Kiểu các bạn thấy cái sát thương nó đánh ra không nhiều đâu, nhưng mà khi mà nó đánh liên tục cái này thì nó sẽ là chuyện khác đấy. Mình không tin là các bạn ca ngợi D'Artagnan như thế mà các bạn lại chê con này. Đúng là lừa rồi. Headless Jeans. Ok. Ui trời ơi. Con này cũng là một con Uber bình thường thôi, nhưng mà con này cũng là một con bình thường thôi, nhưng mà nó đánh nhanh thôi. Nãy giờ nó đánh không ngừng nghỉ. Mà này một mình nó cân hết rồi gì nữa. Ok. Cô bé của chúng ta xinh đẹp thế này mà lại bị chơi thương lắm. Con này thì nó sẽ có DPS là có 3k8 thôi. Nhưng mà các bạn khi mà cái DPS con này có mỗi 3.800 thôi nha. Nhưng mà khi mà các bạn nhân 6 lên thì sao? 3 nhân 6 bao nhiêu? 6, 3, 18. Con này nó sẽ khoảng độ tầm hơn 20.000 DPS. Để chờ cứ 1 giây nó gây ra hơn 20.000 sát thương là cũng hơn khối con ở trong game này rồi. Thì nói chung là cái việc nó làm tốt vai trò nó thì chuẩn đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ đến với thử với màn tiếp theo nha. Mình muốn test thử xem màn tiếp theo chúng mình có thể chơi là màn gì nhỉ? Weak and Midly Acidic chuẩn luôn. Đó là màn Stairway to Darkness rồi vậy. À đâu? Đấy là màn vừa xong mà. No More Bad Dreams, được chưa? Màn này sẽ là một màn khó này. Để xem mình có chơi được màn này không nhé. Đây là đội hình mà mình dùng để vượt qua màn này. Bây giờ chúng mình sẽ thử dùng đội hình khác được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ chơi một cái đội hình một đội hình có thể spam được đi. Màn này mục đích của mình chỉ là để bảo kê thôi, được chưa? Thế là mình sẽ bỏ qua mấy con khác. Super rare. Chúng mình sẽ cần một vài sự trợ giúp được chưa? Để xem ạ. Cyberpunk này. Ok. Tiếp theo là
Mình sẽ cần một số sự trợ giúp ở đây, cho nên là mình sẽ cho thêm vài con nữa vào. Crazy War, ok. Nico Dancer. Đó, ok. Chắc là màn này mình sẽ thử nhá. Mình không biết có thắng đâu rồi. Thua lại nhục mặt ra. Nói chung là mình nghĩ là đội hình này sẽ có thể xử lý được màn này. Thế mình sẽ cho sự chắc chắn tăng lên khi việc cho thêm Octopus Card vào đây nhá. Chờ. Không được đi, chuyện gì nữa. Lại còn không được. Đó, ok, hy vọng nó sẽ không sao. Màn này chúng mình sẽ chơi thử nha. Chơi thử ra màn này nó sẽ như nào. Tầm đánh con này là khoảng độ tầm 400. Tầm đánh 400 là rất là xa đấy. Tầm đánh 400 là xa rồi. Xa outrange được khá kẻ thù trong game rồi. Nói chung là cũng được. Con này đánh ra thì có 10.000 dam thôi. Con này đánh có 10.000 dam nhưng mà các bạn nhân 6 lên thì nó sẽ thành 66.000 một phát. Nói chung là cũng được. Nếu mà các bạn đánh red với cả đánh red cả đánh floating thì như thế là chết thường. Không cần phải nhiều hơn làm gì cả. Mình gọi này sau tại vì nó đi nhanh các bạn. Ok, mình sẽ bật các CPU nha. Để xem cô bé Jeans của chúng mình hoạt động như nào nha. Khả deploy luôn ạ. Để xem cô bé Jeans của mình tầm đánh 400 là vừa outrange được 4 con bun bun rồi. Màn này khéo chẳng cần mấy con kia cũng thắng. Ôi dồi, nó lại hơi dễ các bạn ơi. Một con Legion có thể cân màn này thừa luôn rồi. Chúng mình sẽ chắc là xong thử bỏ mấy con kia ra xem nó có đỡ không nhé. Xem nó có tăng độ khó không. Ôi dồi, cảm giác kiểu nó cứ dễ dễ nhỉ, cay thế nhỉ. Nói chung là con này nó có thể làm rất là tốt nhiệm vụ chúng nó. Nói chung là ở trong Banner Galaxy Girl thì mình thấy con này sẽ đứng khoảng độ tầm top 3 các bạn ạ. So với tất cả những con ở trong bộ này thì có một vài con hơn con Jeans này, đó chính là Kai và Kalisa. Kalisa là con hình như là gọi là ngon thứ hai ở bộ chăng? Ôi, quay tiếp đi các bạn. Cứ khen này. Khen này thì bao giờ mới đã. Ôi, sợ ơi. Bây giờ mà ra Kalisa vậy? Chắc mình điên hết. Xem nào. Con này nó đi hơi nhanh thôi, chứ còn các bạn biết sử dụng. Tức là màn nào mà các bạn biết là quái nó có thể rush được thì các bạn đừng cho nó vào, không thì nó vẫn làm tốt mà. Là còn đẹp nữa, còn xinh. Ok, thế là mình đã có thêm một con bớ trong bộ sưu tập gái rồi các bạn. Waifu của mình đây chứ đâu nữa. Trời ạ. Ui. Oh shit, con này có cả true form luôn ạ, sợ thật. Mình đã có 300 tiền. Hay là mình sẽ đánh thử cho các bạn xem The Proving Ground nhỉ? Cho con này vào đi. Ok, để mình xem cái đội hình đánh The Proving Ground của mình là cái gì. Ok, đầy đúng không? Replace. Chưa. Bây giờ mình sẽ bỏ con Aphrodite ra. Mình cho GNS vào, được nhỉ? Được không? Ok. Ui trời ơi, hai chị em Legend. Ui giời, con này xinh thế. Để xem, không biết trong này mình có bao nhiêu con gái rồi nhỉ? Cái game này mình sưu tập được nhiều chị em hết đấy. Legend là 2 con rồi này. 3 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Xem nào. 20, 21, 22, ui. Legend và Uber mình có tận 22 người con gái vậy. Trong cái con trai chắc là lệch đàn là đẹp. Xem nào. Con này con nhà trai đây, 1 này, 2 này. Nói chung là cứ không phải con gái nhá. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Úi dồi. Đấy, nói chung là đếm Uber thôi là thấy xin. Ok, chơi thử nha. Đúng đội hình chưa nhỉ? Ôi, đúng luôn chứ chị.
Con này sẽ hợp để rush các bạn ạ. Ok, chơi nha. Sau có thể mình sẽ nâng thử con Uber Mola kia lên cho các bạn xem. Thôi, đánh cái này thì nhanh thôi các bạn. Mấy con đây của mình đều tầm level 40 hết rồi, cho nên là đánh nó sẽ khỏe hơn là các bạn nghĩ. Tức là kiểu bình thường thì mọi người sẽ thấy là kiểu mấy con Uber level 30 thực ra đánh nó cũng phèn phèn, nhưng mà khi mà các bạn nâng nó lên 40 nó sẽ khác đấy. Ui, chén sinh dã man, trông ngầu dã man ấy. Ôi, cái sải cánh của nó hết sảy luôn. Ok, màn này chắc là chả cần đến mấy con khác, thắng luôn. Đánh The Proving Ground này các bạn có thể kiếm được rất là nhiều XP. Thì cứ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì các bạn hãy nhớ chui vào đây để đánh nha. Ok, bây giờ bật bật speed up này nó sẽ nhanh. Úi, nếu mà các bạn nào mà có câu hỏi gì thì có thể nhắn mình trên Insta nha. Thường thì mình sẽ không trả lời ngay, tại vì kiểu mình hàng ngày mình đi làm các thứ xong rồi bận bịu ấy, cho nên là mình sẽ không có nhiều thời gian lắm. Nhưng mà chắc chắn là khi nào mình rảnh thì mình sẽ trả lời các bạn nha. Mình không cùng lắm ấy, nếu mà mình không trả lời thì mình cũng sẽ thả tim như kiểu để cho các bạn biết là mình đã đọc rồi này, hay kiểu vậy. Thường thì sẽ như thế, còn trừ khi mình bận quá thôi. Chứ còn nếu mà các bạn có thắc mắc gì hay có gì muốn hỏi thì cứ đừng ngại ngần hỏi mình nha, có thể nhắn tin cho mình. Đấy, Insta mình đã gần 1.000 follow rồi, các bạn tạo nick ảo clone follow cho mình lên 1.000 để cho nó đặc cấp các bạn. Em ơi, các bạn là kiểu bây giờ mình đi gặp bạn bè mình ấy, xong rồi mình đưa cho họ cái Instagram mình, họ thấy kiểu wow, bạn này nhiều follow thế, cậu là YouTuber à. Kiểu là kiểu vui đấy. Đúng đấy, nói thế thôi chứ đấy là quyền của các bạn nha, nói chung là các bạn thích như nào được. Đại loại là ý mình là các bạn có thể các bạn muốn hỏi mình cái gì thì có thể chui vào đấy hỏi, mình sẽ trả lời trong khả năng, được chưa? Đó. Hoặc là nếu mà các bạn có thể ngại nói chuyện mình thì có thể vào góc của mèo, trong ấy các quản trị viên đều thân thiện và tài năng, được chưa? Các bạn quản trị viên mình giỏi lắm, mình hỏi cái gì cũng biết. Chịu, có nhiều cái mình chưa biết được mà các bạn đã hết rồi. Trong góc của mèo có rất là nhiều anh chị tài giỏi nha, kiểu các bạn kiểu mọi người trong đấy chơi như kiểu phá đảo được game rồi ấy, thành ra là kiến thức rất là dồi dào hơn mình rất nhiều. Ok, Janet rồi ơi, cân hết đi cậu ơi, xinh dã man, trời ơi, đây đúng kiểu waifu của game ấy. Ngày xưa từ cái lần đầu mà từ lần đầu mình biết có con Legend Rare này ấy, là khoảng tầm 4 năm đến 5 năm trước, 5 năm trước, 6 năm trước thì vậy, là con Janet này nó ra đời là mình đã cực kỳ thích nó rồi, nhưng mà mình biết là cái khả năng mà mình quay ra một cái con Legend nó tồi tệ lắm các bạn, nó không ra đâu, trời ạ, game bịp lắm. Thế là đấy, đào lại thì mình vẫn chưa có cơ hội được chứng kiến nó, cho nên hôm nay vui lắm. Nói chung là về sau các bạn, nếu mà các bạn chơi theo kiểu Trexit ấy thì các bạn có thể có được những con Uber mình muốn, còn mình thì chơi theo hệ random nên là cũng chả nói được gì. Wow, thật luôn, nâng lên xong nó già đi. Ôi thôi, thế mình không nâng nó nhé các bạn. Nâng lên xong nó già đi ạ. Khiếp, eo tốn tận 5 Legendary, xong rồi nâng lên thì nó sẽ trẻ lại. What? Hỏi chấm. Nâng lên thì nó sẽ trẻ lại. Ó, hỏi chấm. Còn con kia thì còn cái con cái gì ạ? Còn cái con Super Rare thì nó già đi ạ. Ủa, cái game này nó có cần thiết phải như này không vậy? Long good long scream can take care of doubt and worries. Để mình xem nào, cái này có ý nghĩa gì? Bear the burden of watery destiny regress. Ok, bear là cái gì nhỉ? Coi chừng à? Bears này thường là sẽ kiểu coi chừng ấy. The burden of watery destiny, tức là cái sứ mệnh của nước. Xem là cái gì, regress này là hối hận à? Cái này từ mình không hiểu lắm, từ mình đang chưa ghép được cái câu này, thấy chưa? A good long scream can take care of doubts and worries. Tức là một cái lời hét, tức là một cái cơn hét dài và kiểu tốt ấy, thì nó sẽ giúp bạn xả được lo lắng đấy, kiểu vậy, được chưa? Đấy là một con Living Legend nó nói vậy, tức là con Mola King đấy. Ok, để xem form 1 nó bảo gì. Dropping from survive Mola Mola, tức là con này ở trong game Mola Mola là gì? His size almost without equal, tức là cái kích thước của nó không cân bằng à? And so his royal arrogance, cái mình chịu.
kệ, chắc là video của mình hôm nay đến đây thôi. Mình vui quá các bạn ơi, không thể tin được. Xem nào. Xinh vãi, trời ơi. Mình rất là thích mấy con Uber sexy trong này nhá. Con này lại còn là Legend nữa. Con này là đầu tàu của tất cả những em sexy ở trong game đấy các bạn ơi. Để mình cho các bạn xem các em sexy khác nhá. Đâu nhỉ? Đây. Em này sexy chưa? À con này không phải bộ Galaxy Girl các bạn ơi. Nhưng mà trong Galaxy Girl thì nói chung là đa số toàn sexy ấy. Đây, cho xem từng em một nha. Em này thì chưa có true form kiểu gì nó hở hơn. Cái game này nó thiết kế cứ true form mà nó sẽ hở hơn. Thế luôn. Đây, con này có true form rồi nha, nhưng mình chưa nâng được, nó tốn kém quá. Đây, con này sexy chưa? Con này true form nó sẽ sexy nữa được chưa? Đây, em này cũng thế này. Form 1 thì trông nó cũng, form 1, form 2 trông nó cũng được ấy, nhưng mà form 3 thì trông nó, các cái cơ thể nó như kiểu nó phát triển hơn các bạn ạ. Đấy, cái game này nó chỉ thế thôi các bạn ơi. Đây là em bé Kai mới của mình, thấy chưa? Còn cả voi này đẹp dã man. Con này là cá heo nhỉ? Eo ơi, em này em cưỡi cá heo này. Nhiều ông muốn em này cưỡi lắm đấy. Đấy được chưa? Xinh dã man. Còn đây là em Kai version mùa đông. Mình tin là năm nay con này có thể nó sẽ có true form. Tại vì bây giờ Phonos đang bắt đầu true form những con ở những cái sự kiện nhỏ hơn này rồi. Đây là em Kai ở form 1 này, trông nó sẽ rất là bình thường cho đến khi các bạn nâng nó lên form 2. Trông nó VIP hơn hẳn tại vì nó bắt đầu có màu sắc và trông nó rất là đẹp. Cho đến khi các bạn nâng nó lên form 3 thì nó còn rực rỡ nữa được chưa? Nói chung là các bạn cứ nâng nó lên là nó sẽ hở hơn. Mình bắt đầu kiểu quen với cái game này rồi. Đây là khu ở form 2 nha. Form 1 thì trông nó sẽ rất bình thường nha. Form 2 các bạn có thể thấy màu sắc cơ thể của em ý. Đây là form 3 được chưa? Nói chung là mấy con ở đây nó rất là lộng lẫy, nhiều lắm. Con này thì ngày xưa là waifu của hầu hết các anh em rồi, được chưa? Xinh đẹp cái này cơ mà. Lại còn khỏe chứ, con này đánh hơi bị đau luôn. Con này đánh red phải gọi là bằng mẹ, được chưa? Bị mẹ đánh bao giờ chưa các bạn? Đấy. Nếu mà các bạn là Naruto thì thôi nha, mình xin lỗi nha. Đấy, nói chung là con này nó vừa đẹp vừa khỏe các bạn ạ. Đó, thì Hermit Jeans cũng là một trong những con kiểu như thế. Rất xinh luôn. Ok, thôi video kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hôm nay mình quay hết sạch những gì mình có. Mình cày xong suốt cả tuần tại vì mình tin lời bạn ấy mà thôi. Thank you bạn nha. Mình nhưng mà lần sau bạn đừng check xin mình nữa. Ok ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Yeah.